khá hay, có thể dứt điểm. Đó là pha lập công của Diogo và phối hợp tấn công sắc nét nhất của Dương Nam Hà Nam Định kể từ đầu trận. Và Diogo thì đã có một cú đại bác xé toàn mạch lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ chủ nhà. Rất ấn tượng và đẹp mắt, mọi thứ được diễn ra một cách hoàn hảo. Bàn thắng thứ 3 của Diogo ở mùa giải năm nay, pha bóng đáng xem nhất từ cầu thủ cả hai bên kể từ đầu trận. Rất khó cho Bùi Tiến Dũng khi phải đối mặt với một pha dứt điểm như vậy. Sân vận động Thiên Trường đã bùng nổ sau bàn thắng vừa rồi. Như vậy là trên sân nhà, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định sau khi trở lại Big đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Và nhà bóng lại vừa tầm, đúng đà băng vào của Diogo. Một cú đá rất tầm chân và đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Người đã kiến tạo cho Diogo trong tiếng vừa rồi là Trần Mạnh Hùng. Cú mở bóng là của Patio, vẫn đang có khoảng trống dành cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng chân trái, Diogo thêm một cơ nữa, cơ vào. Quá đáng tiếc cho pha băng vào và dứt điểm của Đinh Mạnh. Có thể hiểu được sự tiếc nuối của ban luyện câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định khi chứng kiến cơ hội vừa rồi bị bỏ lỡ. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục chơi chuệch choạng. Và sẽ cùng xem lại cơ hội vừa rồi của Đinh Mạnh đến sau pha tranh chấp của Diogo và Brandon Madono. Thành Lương, Quang Hải phối hợp nhỏ, sút bóng không vào. Thứ hai không vào. Môn Ninh Xuân Việt vừa ký quỹ cho khung thành của Dương Nam Nam Định. Đó là cú sút của Đậu Văn Toàn. Vẫn đang là tỷ số 1-0 trên sân vận động Thiên Trường. Chuyển bóng khá hay, Diogo Thế Vương. Đó là pha dứt điểm kỹ thuật và đó là một siêu phẩm được lập lại. Điều tương tự đã lập lại từ Vũ Thế Vương. Vẫn là một pha dứt điểm như vậy. Lần trước thì anh đánh bại Văn Công và lần này là pha đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. 2-0, 2-0, hai trận đấu liên tiếp Vũ Thế Vương đều có những cú bấm bóng kỹ thuật để đánh bại thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội. Lần thứ hai ở trong trận đấu này Bùi Tiến Dũng phải đón nhận bàn thua. Đó là một khoảnh khắc mà Vũ Thế Vương đã tạo ra một cú đá cực kỳ kỹ thuật. Cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định ở trận đấu này đều được ghi vô cùng đẹp mắt. Diogo và Vũ Thế Vương. Thẻ vàng dành cho Vũ Thế Vương khi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Nhưng không vấn đề gì cả. Cầu thủ thấp nhất của V-League 1 năm 2019 tiếp tục tạo ra một siêu phẩm vào lưới của đội bóng được coi là mạnh nhất của V-League. 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Hai cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã áp sát, nhưng Vũ Thế Vương vẫn tìm ra một khoảng trống nhỏ nhoi cộng với kỹ thuật có thể nói là hoàn hảo của mình. Và trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định.